Quý cô bác và anh chị thân mến, Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may bán đắp, làm một được 10, vận may liên tục kéo đến, phúc lộc đề đa, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964, may mắn hết phần thiên hạ, được thần tài hộ mệnh, tiền về tới tấp, cực giàu có trong 2 tháng tới. Kính thưa quý cô bác tuổi Giáp Thìn phục đầm chi long thân mến, trong cuộc sống, chấp nhận sự thua cuộc luôn là một thách thức lớn, thừa nhận rằng mình đã thất bại, rằng mình kém cỏi hay thiếu sót, thừa nhận rằng mình chủ quan và không đủ kiến thức, hay thậm chí là do sự lười biếng và hành vi thiếu tập trung, ít người dám đối diện với sự thật này và thường tìm cách đổ lỗi cho đời, cho người, cho số phận hay vận mệnh. Điều này chỉ nhằm che đậy cảm giác giận dữ với chính bản thân mình vì đã đưa ra những lựa chọn không đúng đắn, đẩy cuộc đời vào những khó khăn chông gai. Nhưng trên hành trình làm lại cuộc đời, hoặc khắc phục những thiệt hại, hoặc bắt đầu một ngã rẽ mới, dù quý cô bác ở độ tuổi nào, việc tự vấn lại hành vi của mình, chấp nhận những thất bại đã trải qua là bước đầu tiên nếu muốn thoát khỏi quá khứ, lột xác ở hiện tại và hoàn mỹ tương lai. Dù đúng hay sai, thành hay bại, chính quý cô bác là người quyết định cuộc đời mình, thành công hay thất bại, vinh quang hay khổ đau đều do bản thân mình lựa chọn. Đối với quý cô bác tuổi Giáp Thìn 1964, đúng 2 tháng 7 và 8 âm lịch sắp tới là thời điểm quan trọng. Đây là lúc quý cô bác có cơ hội nhận lại những gì xứng đáng. Những vinh hoa, phú quý bị cản trở bấy lâu nay sẽ đến với mình. Đây là cơ hội vàng để quý cô bác nắm bắt và tận dụng. Dù đã nhiều tuổi, nhưng không bao giờ là quá muộn để đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, hãy cẩn thận để tránh những sai lầm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Quý cô bác Giáp Thìn muốn biết chi tiết về những gì sẽ đến, hãy cùng Minh Đường Tử Vi khám phá những bí mật ngay dưới video sau đây. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 may mắn hết phần thiên hạ, được thần tài hộ mệnh, tiền về tới tấp, cực giàu có trong 2 tháng tới. Kính thưa quý cô bác Giáp Thìn, trong cuộc sống, những người mạnh mẽ thường phải đối mặt với những đêm cô độc và những sáng mai cười bình thản. Họ chỉ chia sẻ một nửa câu chuyện của mình với thế giới và giữ im lặng trước cha mẹ để không làm phiền lòng họ. Những người mạnh mẽ hiểu rằng sự yếu đuối không mang lại sự giúp đỡ. Thế gian này không quan tâm đến cảm xúc của bạn cho đến khi bạn bộc lộ sự giận dữ và uất ức, và khi đó họ lại nhìn bạn như kẻ ích kỷ. Sự yếu đuối không đem lại sự thương hại hay đồng cảm mà chỉ nhận lại sự khinh bỉ. Vì vậy, những người mạnh mẽ thường cười và nói rằng họ ổn, vì họ biết rằng không ai thực sự quan tâm. Cuối con đường, chỉ có chính họ và bản ngã của mình đồng hành. Không ai muốn trở thành kẻ mạnh mẽ, nhưng đôi khi đó là điều cần làm trong những giai đoạn sóng gió của cuộc đời. Khi mặt trời mọc ngày mai, một ngày mới lại bắt đầu và tất cả chúng ta lại phải đối mặt với những suy tư của chính mình. Có thể hiện tại, quý cô bác Giáp thì cảm thấy đơn độc. Nhưng xin hãy nhớ rằng, Giáp Thìn sẽ không biết mình mạnh mẽ đến thế nào cho đến khi sự kiên cường trở thành lựa chọn duy nhất. Trong 2 tháng tới, vận may đang đứng về phía quý cô bác Giáp Thìn, không cần lo lắng về sự ủng hộ hay chống đối từ người khác, vì cuối cùng, quý cô bác vẫn sẽ là người giành chiến thắng. Hãy tiếp tục tiến bước, bỏ qua những ý kiến tiêu cực và những người không hiểu bạn đang cố gắng đạt được điều gì. Hãy nhớ rằng, cuộc sống của quý cô bác là do chính quý cô bác quyết định. Nhiều người tuổi Giáp Thìn sẽ có cơ hội thăng quan, tiến chức, tăng lương. Nhờ vào việc biết chấp lấy cơ hội thể hiện điểm mạnh của mình trong suốt năm qua, sự khâm phục của đồng nghiệp và sự đánh giá cao từ cấp trên là kết quả không có gì ngạc nhiên. Để gia tăng tần số rung động tích cực,
quý cô bác Giáp Thìn có thể thắp nến thơm yêu thích vào buổi tối, giúp tránh những ảnh hưởng tiêu cực và thu hút sự tích cực. Hãy ghi lại những suy nghĩ và cảm xúc của mình sau khi mùi hương đã lan tỏa khắp phòng để khám phá những tri thức quý giá từ sâu trong tâm hồn. Minh Đường Tử Vi chúc quý cô bác Giáp Thìn một hành trình đầy may mắn và thành công. Cô bác Giáp Thìn, cô bác còn đang lắng nghe không ạ? Có thể nghe đến những dòng này thì cô bác cũng sẽ chẳng tin được Minh Đường Tử Vi và cho rằng đó là những thứ không có căn cứ, không sao cả, đó cũng là phản xạ suy đoán tự nhiên thôi. Minh Đường Tử Vi vẫn sẽ vì cô bác mà phát triển và đổi mới. Có một điều như thế này, rất nhiều bản mệnh Giáp Thìn thường than số phận của mình, nhưng khi hỏi đến cô bác có hiểu bản thân mình, hiểu mọi số của mình thì cô bác lại chẳng thể trả lời được. Kính thưa quý cô bác Giáp Thìn, trong video này, Minh Đường Tử Vi sẽ giúp quý cô bác hiểu rõ hơn về bản mệnh của mình, bản mệnh đã từng chịu đựng những uất ức và bất công trong cuộc sống. Người sinh năm Giáp Thìn 1964, thuộc tuổi Thìn, với can giáp thuộc hành Mộc, mang trong mình những phẩm chất đặc biệt, tính cách và đặc điểm nổi bật. Người tuổi Giáp Thìn luôn tỏ ra mạnh mẽ và quyết đoán trong mọi tình huống, họ không ngại khó khăn và sẵn sàng đối mặt với thử thách để đạt được mục tiêu. Sự quyết đoán này không chỉ là một đặc điểm, mà còn là một phẩm chất quý báu giúp họ vượt qua nhiều thử thách trong cuộc đời. Người tuổi Giáp Thìn có tinh thần năng động và tràn đầy nhiệt huyết trong công việc cũng như cuộc sống. Sự nhiệt tình và năng lượng của họ không chỉ làm cho họ trở nên đặc biệt, mà còn truyền cảm ứng cho những người xung quanh. Họ luôn tìm kiếm cách tiếp cận mới mẻ và sáng tạo để giải quyết vấn đề và khả năng thích ứng linh hoạt của họ giúp họ vượt qua mọi hoàn cảnh. Sự tự tin là một yếu tố quan trọng trong tính cách của người tuổi Giáp Thìn. Họ luôn tự tin vào khả năng của mình và có cái nhìn lạc quan về cuộc sống. Sự tự tin này không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn, mà còn là động lực để họ tiếp tục phấn đấu và đạt được những thành tựu lớn. Người tuổi Giáp Thìn rất trung thực và đáng tin cậy. Họ luôn giữ lời hứa và tôn trọng người khác, tạo nên những mối quan hệ bền vững và chân thành. Điều này không chỉ giúp họ xây dựng được sự nghiệp vững chắc, mà còn làm cho họ được kính trọng trong mắt mọi người. Cuộc đời và những giai đoạn quan trọng. Giai đoạn tuổi trẻ. Trong giai đoạn này, người tuổi Giáp Thìn thường rất nhiệt huyết và năng động. Sự sáng tạo và quyết đoán giúp họ đạt được nhiều thành công ban đầu và xây dựng nền tảng vững chắc cho sự nghiệp. Họ không ngại khó khăn, luôn tìm kiếm cơ hội để phát triển và hoàn thiện bản thân. Giai đoạn trung niên. Đây là thời điểm người tuổi Giáp Thìn phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp. Họ thường đạt được sự ổn định và thăng tiến, có gia đình hạnh phúc và cuộc sống sung túc. Sự linh hoạt và nhạy bén giúp họ dễ dàng đối mặt với các thách thức và tìm ra giải pháp hiệu quả. Đây cũng là giai đoạn mà họ đạt được những thành tựu đáng kể và được người khác ngưỡng mộ. Giai đoạn về già. Về già, người tuổi Giáp Thìn thường có cuộc sống an nhàn và thoải mái. Họ được con cháu yêu thương và kính trọng, tận hưởng những giây phút bình yên và hạnh phúc bên gia đình. Những gì họ đã xây dựng và đạt được trong suốt cuộc đời đều được đền đáp xứng đáng, mang lại cho họ sự thỏa mãn và bình yên trong tâm hồn. Tóm lại, người tuổi Giáp Thìn 1964 với tính cách mạnh mẽ, sáng tạo và nhiệt tình, thường có cuộc đời tràn đầy thành công và phong phú. Sự tự tin và lạc quan giúp họ vượt qua mọi khó khăn và đạt được những thành tựu đáng kể. Hãy tiếp tục theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi để khám phá thêm về vận mệnh và những bí mật của tuổi Giáp Thìn, giúp quý cô bác chuẩn bị tốt nhất cho tương lai tươi sáng và thành công. Và sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng, tháng 7 và tháng 8 âm lịch, cẩm nang vượng vận dành riêng cho tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 ở đầy đủ tất cả các phương diện, nhằm giúp bản mệnh nắm rõ vận trình, xua các tị hung, đón lành tránh dữ, hóa giải vận hạn và đón may mắn về tay. Tử vi tháng 7 âm lịch 2024. Kính thưa quý cô bác tuổi Giáp Thìn, trong tháng 7 âm lịch năm 2024, vận trình của quý cô bác Giáp Thìn có nhiều dấu hiệu tích cực nhờ vào tính cách chịu thương, chịu khó, luôn nỗ lực không ngừng nghỉ. Đây là thời điểm mà mọi người xung quanh quý cô bác không chỉ ghi nhận mà còn muốn hỗ trợ nhiều hơn cho những nỗ lực của quý cô bác. Về công việc và sự nghiệp, thiên ấn chỉ ra rằng một vài mục tiêu và dự định cá nhân của quý cô bác Giáp Thìn sẽ bắt đầu gặt hái kết quả. Đây là cơ hội quý giá để quý cô bác nắm bắt và tận dụng. Dù có thể gặp đôi chút vất vả, nhưng công sức của quý cô bác sẽ được đền đáp xứng đáng. Với sự hỗ trợ của hữu bật, những nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn sẽ được tháo gỡ một cách dễ dàng, giúp quý cô bác xử lý vấn đề một cách hiệu quả. Đối với những quý cô bác làm lao động tự do hoặc đã về hưu và đang tìm kiếm công việc mới, có thể sẽ gặp nhiều rào cản trong quá trình phỏng vấn. Tuy nhiên, với sự khéo léo và tự tin, cùng với việc chú ý đến trang phục lịch sự và trang nhã, quý cô bác sẽ vượt qua được mọi thách thức. Về tài lộc,
hữu bật trong tháng này không chỉ giúp tăng cường vận may tài chính cho quý cô bác, mà còn cảnh báo về sự ghen tị từ những người xung quanh. Dù có nhiều hậu thuẫn, quý cô bác nên cẩn trọng và tránh những thương vụ phụ thuộc quá nhiều vào may rủi, không nên đầu tư vào những khoản lớn mà không có đủ năng lực và sự hiểu biết, tránh rủi ro và áp lực kinh tế. Quý cô bác nên an phận với công việc hiện tại, tập trung vào những gì mình hiểu rõ và kiểm soát được để đạt được sự ổn định tài chính. Về sức khỏe, trong tháng 7 âm lịch này, dương khí suy yếu và âm khí tăng trưởng có thể gây tổn thương cho phổi của quý cô bác. Quý cô bác nên chú trọng chăm sóc sức khỏe, có thể thực hiện một chuyến du lịch ngắn ngày cùng gia đình để làm mới tâm trí sau thời gian dài làm việc căng thẳng. Nhất bạch bay về phương chính đông cho thấy, có thể sẽ có người thân trong gia đình phải di chuyển xa nhà, cần chú ý an toàn khi tham gia giao thông. Về gia đạo và tình cảm, ngũ hành tương sinh giúp các mối quan hệ xung quanh quý cô bác trở nên hài hòa và dễ chịu hơn bao giờ hết. Quý cô bác sẽ nhận được sự che chở từ bạn bè và người thân, điều này làm cho quý cô bác cảm thấy vô cùng trân trọng những mối quan hệ hiện tại. Vận trình tình cảm của quý cô bác cũng rất rực rỡ trong tháng này, những ai còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ mối lương duyên phù hợp, có thể tiến đến hẹn hò. Các cặp đôi đang trong giai đoạn hạnh phúc mặn nồng, hiểu và thông cảm cho nhau, giúp tình cảm thêm thăng hoa. Quý nhân, Mão, Ngọ, tiểu nhân, Dần, Mùi, màu sắc may mắn, tím, xanh lá, con số may mắn, 32, 18, 55, 07. Minh Đường Tử Vi kính chúc quý cô bác Giáp Thìn một tháng 7 âm lịch đầy may mắn và thành công. Tử Vi tháng 8 âm lịch. Kính thưa quý cô bác tuổi Giáp Thìn, trong tháng 8 âm lịch năm 2024, tử vi cho thấy quý cô bác sẽ trải qua một tháng trung thu khá yên bình và thuận lợi. Mọi phương diện của cuộc sống đều có bước tiến nhất định, mang lại cho quý cô bác sự tự tin và quyết tâm mạnh mẽ hơn để hướng tới tương lai tươi sáng. Về công việc và sự nghiệp, sự nghiệp của người tuổi Giáp Thìn trong tháng này phát triển thuận lợi, những kế hoạch và dự định của quý cô bác đều có bước tiến tích cực, giúp quý cô bác tự tin hơn vào khả năng của mình và dám đặt ra những mục tiêu cao xa hơn. Đây là thời điểm thích hợp để quý cô bác tự nhìn nhận lại điểm mạnh và điểm yếu của mình, từ đó phát triển và thay đổi phù hợp. Công việc hoàn thành thuận lợi không chỉ nhờ vào nỗ lực cá nhân mà còn do sự đoàn kết, hợp tác với đồng nghiệp và bạn bè. Quý cô bác biết cách trao đổi ý kiến và đồng tâm hiệp lực với mọi người xung quanh, nhờ đó mà công việc trở nên dễ dàng hơn dù có khó khăn đến đâu. Tuy nhiên, do tác động của nguyệt lệnh lâm suy, đôi khi quý cô bác có thể rơi vào tình trạng lo lắng thái quá. Hãy kịp thời trao đổi và tâm sự với những người đáng tin cậy để giải tỏa căng thẳng và đưa ra quyết định chính xác hơn. Đừng ngần ngại họ những người đi trước, họ sẽ sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm và giúp quý cô bác có cái nhìn rõ ràng hơn về tình hình. Về tài lộc, dưới tác động của cục diện nhị hợp, việc làm ăn, kinh doanh của quý cô bác Giáp Thìn sẽ có dấu hiệu phát triển tích cực. Đây là thời điểm thích hợp để quý cô bác mở rộng quy mô kinh doanh và hợp tác làm ăn. Với sự chăm chỉ và cần cù, quý cô bác sẽ gặt hái được những thành quả đáng kể, khiến cuộc sống trở nên sung túc hơn. Đối với người làm công ăn lương, tháng này quý cô bác sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của mình. Khoản tiền lương, tiền thưởng là sự đền đáp xứng đáng cho những gì quý cô bác đã đóng góp. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng tháng này có thể có những khoản chi tiêu ngoài dự kiến. Hãy tự thưởng cho bản thân nhưng đừng vung tay quá trớn. Hãy giữ lại một khoản tiết kiệm cho những kế hoạch lớn lao hơn trong tương lai. Về sức khỏe, mặc dù các phương diện cuộc sống có bước tiến đáng mừng, nhưng sức khỏe của quý cô bác lại có dấu hiệu suy giảm. Quý cô bác có thể cảm thấy mệt mỏi và dễ mắc các bệnh vặt khi thời tiết thay đổi. Đây là lúc cần cho phép bản thân được nghỉ ngơi, đừng ép mình làm việc quá sức. Hãy xây dựng một thời gian biểu khoa học, cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi. Về gia đạo và tình cảm, đường tình duyên của quý cô bác trong tháng này rất tươi sáng. Quý cô bác có cách ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ. Đi đến đâu cũng được mọi người yêu mến, gia đình đầm ấm, giảm mâu thuẫn và cãi cọ. Với người đã lập gia đình, mối quan hệ với người ấy ngày càng khăng khít, cùng nhau vượt qua khó khăn và thấu hiểu nhau sâu sắc. Với người còn độc thân, tháng này quý cô bác có cơ hội tìm được người phù hợp, hãy mở lòng và đón nhận những cơ hội mới, đôi bên sẽ có mối quan hệ bền vững nếu chân thành và quan tâm đến nhau. Quý nhân, Dậu, Hợi, tiểu nhân, Tý, Mùi, con số may mắn, 07, 36, 95, 61. Minh Đường Tử Vi kính chúc quý cô bác Giáp Thìn một tháng 8 âm lịch đầy may mắn và thành công. Quý cô bác tuổi Giáp Thìn thân mến, tiếp theo đây hãy cùng Minh Đường Tử Vi theo dõi vận trình của mình biến đổi ra sao, mình làm gì để vượt lên nghịch cảnh, chinh phục thành công và giàu sang hưng vượng. Kính thưa quý cô bác Giáp Thìn,
Trong 2 tháng này, khối lượng công việc gia tăng rõ rệt, khiến quý cô bác Giáp Thìn thường xuyên cảm thấy mệt mỏi và uể oải. Những công việc và kế hoạch dồn dập có thể dẫn đến tình trạng quá tải, khiến quý cô bác cảm thấy bế tắc và lo lắng về kết quả. Tuy nhiên, đây là thời điểm quan trọng để quý cô bác không nên bỏ cuộc nửa chừng, kẻo công sức từ trước đến nay sẽ trở nên vô nghĩa. Hãy tin tưởng rằng, chỉ cần không ngừng cố gắng, quý cô bác sẽ lọt vào mắt xanh của quý nhân và được họ giúp sức, cơ hội phát triển sự nghiệp vẫn mở ra. Nhưng quý cô bác cần phải cảnh giác với sự cạnh tranh và cẩn trọng trong cách thể hiện bản thân, thời điểm này không nên quá lộ liễu, tránh thu hút tiểu nhân và họa thị phi. Quý vị có biết, trong phong thủy có những vật dụng khi tặng đi có thể mang xui xẻo cho cả người tặng và người nhận, dưới đây là 5 vật dụng mà quý cô bác nên lưu ý. 1. Bàn thờ, bát hương đã qua sử dụng. Bàn thờ và bát hương là những vật linh thiêng, được thỉnh về để phù hộ cho một gia chủ nhất định khi đã qua sử dụng. Chúng không nên được dùng lại hoặc cho tặng người khác vì có thể mang đến những điều không may mắn cho cả người tặng và người nhận. 2. Vòng hoặc nhẫn phong thủy. Những vật phẩm phong thủy này thường chứa đựng linh khí của người chủ ban đầu. Khi cho đi, bạn cũng đang cho đi may mắn của mình. Người nhận cũng chưa chắc gặp được những điều may mắn như bạn. 3. Tượng thần tài. Theo quan niệm phong thủy, thần tài không nên cho đi vì điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất đi lộc trong nhà mình. Nếu tượng thần tài đã được sử dụng, người nhận cũng không nhận được may mắn như mong đợi. 4. Đồ cổ hay đá không rõ nguồn gốc. Đồ cổ hay đá quý không rõ nguồn gốc có thể mang lại may mắn cho gia chủ. Dù không biết rõ giá trị của chúng, quý cô bác cũng nên cất giữ cẩn thận, tránh cho đi những điều may mắn vô tình. 5. Không cho nạng của người già. Nạng là vật dụng quan trọng đối với người già, đặc biệt là những người có tật ở chân. Cho mượn nạng đồng nghĩa với việc cho đi sự trường thọ và may mắn của mình. Điều này không tốt trong phong thủy. Kính chúc quý cô bác Giáp Thìn vượt qua được những thử thách trong thời gian tới và luôn giữ vững tinh thần lạc quan, hướng tới tương lai tươi sáng. Sau đây là tương sinh tương hợp và nguyên lý phong thủy dành cho người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Kính thưa quý cô bác Giáp Thìn, người sinh năm 1964 là tuổi con rồng, xét theo can chi là tuổi Giáp Thìn. Năm sinh dương lịch của tuổi rồng này tính từ ngày 13 tháng 2 năm 1964 đến ngày 31 tháng 01 năm 1965. Hãy cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu thêm về những yếu tố phong thủy liên quan đến tuổi Giáp Thìn để quý cô bác có thể nắm bắt cơ hội, tránh xa điều xui rủi và đạt được thành công trong cuộc sống. Tương quan can chi Giáp Thìn, thiên can Giáp hành Mộc, địa chi Thìn hành Thổ, tương hợp Kỷ, tam hợp Thân Tý Thìn, tương hình Mậu, Canh, tứ hành Xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi. Màu sắc hợp mệnh. Người sinh năm 1964 thuộc mệnh hỏa, vì vậy, việc lựa chọn màu sắc hợp mệnh là rất quan trọng. Sử dụng màu sắc hợp mệnh sẽ giúp mang lại may mắn hanh thông và tự tin cho bản mệnh. Màu tương sinh, mộc, xanh lục, màu bản mệnh hỏa, đỏ, cam, hồng, tím. Màu kém may mắn, thổ, vàng, nâu đất. Màu tương khắc, kim, thủy, trắng, xám, bạc, xanh nước biển, đen. Con số phong thủy may mắn. Nam mệnh hợp các số 3, 4, 9. Nữ mệnh hợp các số 6, 7, 8. Tuổi hợp Kỵ trong hôn nhân và làm ăn. Trong văn hóa phong thủy, việc chọn người hợp tuổi trong các vấn đề trọng đại như hôn nhân hay làm ăn luôn được coi trọng. Dưới đây là những tuổi hợp Kỵ với người tuổi Giáp Thìn. Nam mạng Giáp Thìn 1964. Hợp trong hôn nhân, Mậu Thân, Tân Hợi, Nhâm Tý, Nhâm Dần. Hợp trong làm ăn, kinh doanh, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thìn, Tân Hợi, Nhâm Tý. Kỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mão, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Quý Mão, Đinh Dậu. Nữ mạng Giáp Thìn 1964. Hợp trong hôn nhân, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thân, Tân Hợi, Nhâm Tý, Nhâm Dần. Hợp trong làm ăn, kinh doanh, Ất Tỵ, Bính Ngọ, Mậu Thân. Kỵ, Đinh Mùi, Kỷ Dậu, Ất Mão, Kỷ Mùi, Tân Dậu, Quý Mão, Đinh Dậu. Phương hướng hợp Kỵ. Nam mệnh Giáp Thìn 1964 hợp Kỵ hướng nào? Hướng hợp. Hướng đông sinh khí, mang đến phú quý, thịnh vượng, con cháu học giỏi, gia đình hòa thuận. Hướng bắc phúc đức, gia đình giàu sang, sức khỏe tốt, con cái thành đạt. Hướng Kỵ. Hướng đông nam thiên y, trước thịnh sau suy, nam giới trong nhà dễ mắc bệnh. Hướng nam phục vị, ban đầu có tài lộc nhưng không bền vững, nam giới dễ mắc bệnh. Hướng tây bắc tuyệt mệnh, gia đình khó giàu, nhiều tai họa. Hướng tây ngũ quỷ, âm thịnh dương suy, nam giới đoàn thọ, kinh tế sa sút. Hướng đông bắc họa hại,
kinh doanh khó khăn, nhiều tai ương. Hướng Tây Nam lục sát, âm thịnh dương suy, nữ giới nắm quyền, nam giới phát triển kém. Nữ mệnh Giáp Thìn 1964 hợp, kỵ hướng nào? Hướng Hợp. Hướng Tây Nam diên niên, gia đình giàu sang, con cái đỗ đạt, sức khỏe tốt. Hướng Đông Bắc thiên y, tài lộc sung túc, tình cảm gia đình hài hòa. Hướng Tây Bắc phục vị, con cháu có công danh, sự nghiệp thành đạt, nhất là con trưởng. Hướng Kỵ. Hướng Tây sinh khí, ban đầu sung túc nhưng về sau lụi bại. Hướng Nam tuyệt mệnh gặp nhiều tai ương, hướng Đông ngũ quỷ dễ mất mát tài sản, hỏa hoạn, thị phi kiện cáo, hướng Đông Nam họa hại, người trong nhà nhiều bệnh tật, con cái khó nuôi. Hướng Bắc lục sát, gia chủ làm ăn phát đạt nhưng sức khỏe tổn hao, nhất là phụ nữ trong nhà. Phật bản mệnh tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Phổ Hiền Bồ Tát là vị Phật bản mệnh của người tuổi Giáp Thìn, ngài tượng trưng cho lễ đức và đại nguyện, dẫn dắt đường hướng bằng trí tuệ và soi lối chúng sinh. Thỉnh bản mệnh Phật về mang bên mình sẽ giúp người tuổi Giáp Thìn giảm bớt tính tự phụ, tăng cường sự hài hòa với những người xung quanh. Với sự bảo hộ của Phổ Hiền Bồ Tát, người tuổi Giáp Thìn sẽ được dẫn dắt trên con đường đúng đắn, giúp họ đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Kính chúc quý cô bác Giáp Thìn luôn may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý cô bác Giáp Thìn thân mến, cô bác có thể quên hết tất cả những điều tôi nói ở trên, nhưng tín chủ phải đặc biệt ghi nhớ giúp tôi những lời nhắc mệnh sau đây để tín chủ được bình yên, an lạc. Có ai trên đời này lại không muốn mình được hạnh phúc, nhưng cách để đón nhận hạnh phúc cũng như tạo ra hạnh phúc của mỗi người lại khác nhau. Dưới đây là những triết lý cổ xưa nhất của Đạo Phật về hạnh phúc và cách trở thành người hạnh phúc trong cuộc sống. Bạn và tôi đều không phải là những người đầu tiên tự hỏi làm thế nào để sống một cuộc đời hạnh phúc hơn. Có ai trên đời này lại không muốn mình được hạnh phúc, nhưng cách để đón nhận hạnh phúc cũng như tạo ra hạnh phúc của mỗi người lại khác nhau. Dưới đây là những triết lý cổ xưa nhất của Đạo Phật về hạnh phúc và cách trở thành người hạnh phúc trong cuộc sống. 1. Bản thân cuộc sống không phải là vấn đề nằm ở cách bạn nhìn nhận nó. Hãy thử tưởng tượng mà xem, chuyến bay của bạn vừa bị delay và bạn phải ngồi chờ ở sân bay hàng giờ liền. Lúc này bạn thường có hai dòng cảm xúc, chán nản, tức giận với việc phải chờ đợi hoặc bạn có thêm thời gian nghỉ ngơi, thay vì bị lắc lư trên một chuyến bay đông người và điều đó khiến bạn hạnh phúc. Từ tình huống trên, chúng ta dễ nhận thấy bản chất của chuyến bay bị trễ chỉ có một nhưng lại có nhiều cách để ứng xử với nó. Không phải chuyến bay, mà cách bạn lựa chọn để đón nhận nó sẽ quyết định đến cảm xúc và sự hạnh phúc của bạn. Trong cuộc sống, sẽ có những hoàn cảnh khó khăn, bất lợi mà chúng ta không thể thay đổi. Điều chúng ta có thể thay đổi chính là cách nhìn nhận vấn đề của bản thân. Phật dạy rằng, bản thể của chúng ta được hình thành từ suy nghĩ, gieo suy nghĩ gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận. Bằng suy nghĩ, con người có thể kiến tạo ra thế giới theo cách của riêng mình. 2. Nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Khi còn là một đứa trẻ, chúng ta thường dễ vui, dễ buồn và thường phản ứng rất nhanh với mọi thứ xung quanh theo bản năng. Càng lớn lên, việc bộc lộ cảm xúc sẽ bị hạn chế lại. Không phải chúng ta trở nên vô cảm, mà đơn giản chỉ là chúng ta học được cách kiềm chế cảm xúc khi cuộc sống xảy ra vấn đề. Có người chọn cách phản ứng lại bằng những cảm xúc tiêu cực, có người lại bình tĩnh, hít thở thật sâu và để cho lý trí cân nhắc phương án giải quyết. Với tuýp người thứ hai, họ có khả năng kiềm chế cảm xúc tốt, họ biết cách lùi một bước để thấy được toàn cảnh vấn đề. Người khôn ngoan luôn bình tĩnh trong khủng hoảng. Họ có thể lùi lại và nhìn thấy toàn cảnh rộng lớn hơn. Họ suy nghĩ chín chắn và có sự phản tỉnh. Họ nhận ra giới hạn tri thức của bản thân, luôn tỉnh táo để xem xét đến những khía cạnh thay thế. Trong Phật giáo, việc lùi bước này được đúc kết thành câu châm ngôn nổi tiếng: nhẫn một chút sóng yên gió lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Lùi một bước không phải yếu hèn, mà là cảnh giới của trí tuệ và đó là một triết lý của hạnh phúc. 3. Học cách chấp nhận để thấy cuộc đời tươi đẹp hơn. Theo Đạo Phật, căn nguyên của mọi nỗi khổ trên đời là do ham muốn của con người, tâm sinh ham muốn quá nhiều mà không đạt được ấy là khổ đau. Vậy nên, khi đối diện với thực tế cuộc sống, những chuyện đau lòng hay sự uất ức, chúng ta cần phải biết chấp nhận rằng, mọi thứ trong cuộc sống này đâu phải lúc nào cũng như ý muốn của chúng ta. Nếu bạn không thể thay đổi được sự vật, sự việc, vậy thì bạn nên học cách chấp nhận nó. Con người chúng ta thường khổ sở chạy theo những thứ phù phiếm, xa vời, vậy tại sao phải làm khổ bản thân như vậy? Hãy tập buông bỏ. Buông được bao nhiêu chính là bạn đang giúp bản thân bớt đi nỗi buồn khổ bấy nhiêu. Đừng bao giờ nghĩ rằng người khác làm bạn đau khổ. Nỗi đau khổ này đến từ chính bạn. Khi bạn học được cách chấp nhận, bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn, không ngột ngạt trước những suy nghĩ cố chấp. Hãy cứ bước về phía trước, hãy xem những gì trải qua là một bài học cho mình về sau.
học được cách chấp nhận và buông bỏ cũng chính là lúc bạn đang tiến dần về phía chân trời hạnh phúc, an lạc. 4. Sống thật với cảm xúc của bản thân trong cuộc sống. Đôi khi chúng ta sẽ rơi vào những tình huống không mong muốn, điều đó đem lại những cảm xúc tiêu cực, những lo âu bất ổn. Có thể bạn sẽ tìm cách né tránh hoặc lờ chúng đi, nhưng những cảm xúc tiêu cực không dễ bị mất đi, né tránh chưa bao giờ là cách hay để đối mặt với một vấn đề. Bởi vì con đường ngắn nhất để ra khỏi khủng hoảng là đi xuyên qua nó, những tình huống xấu nhất chính là cơ hội để bạn thể hiện bản lĩnh và năng lực của mình. Không trải qua mưa bão, làm sao có thể nhìn thấy cầu vồng? Không phải cứ trốn tránh khó khăn là sẽ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc. Ngược lại, nó chỉ làm cho nỗi đau trở nên sâu sắc hơn. Hãy đối mặt và đừng phủ nhận điều đó bởi những cảm xúc lo lắng, sợ hãi khi gặp khó khăn là khởi nguồn của sự không hài lòng và hạnh phúc về cuộc sống. 5. Hạnh phúc chính là hiện tại, không phải quá khứ hay tương lai. Hầu hết những gì bạn suy nghĩ dường như đều hướng về tương lai hoặc quay lại quá khứ, có rất ít những suy nghĩ được dành cho hiện tại. Tư tưởng của chúng ta có thói quen bị cuốn hút trở về quá khứ mà ta cho là tốt đẹp hơn hiện nay, hoặc là mơ mộng vươn đến tương lai với những viễn ảnh mà ta hy vọng là sẽ vượt xa hiện tại. Những tư tưởng này làm cho ta thấy thích thú và nhất là nó giúp ta tránh né không phải đối mặt với những khó khăn đang xảy ra trong hiện tại. Vì thế, chúng ta không lấy làm lạ khi mỗi lần gặp nhiều khó khăn thì dường như người ta lại càng hay nghĩ nhiều về quá khứ. Nhưng một tâm trí lang thang chưa bao giờ là một tâm trí hạnh phúc, bởi vì khi xa rời hiện tại, chúng ta bị sao nhãng khỏi các hoạt động hàng ngày, khỏi mục đích sống mà mình đề ra. Đức Phật dạy rằng, bí quyết để có sức khỏe cho cả tinh thần lẫn thể xác không phải là hờn trách quá khứ hay lo sợ về tương lai, mà là sống trong giây phút hiện tại một cách khôn ngoan và nghiêm túc. 6. Tình yêu thương là cội nguồn của hạnh phúc. Phật dạy rằng, hận thù không thể hóa giải bởi hận thù mà bằng tình yêu, đây là chân lý muôn đời, lòng ta ôm hận thù, ghét bỏ. Vậy thì chính chúng ta mới là người cảm thấy mệt mỏi đầu tiên, hãy suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn, bạn sẽ thấy cuộc đời mình thay đổi. Không phải lời nói, những gì bạn làm mới là thứ tạo nên con người của chính bạn. Một con chó tốt không phải vì nó sủa giỏi, một người tốt không phải vì anh ta nói hay. Đừng quá để tâm đến những thứ hào nhoáng bên ngoài, không phải vì chúng ta nói năng trôi chảy, hứa hẹn đủ điều mà sẽ có được lòng tin của người khác. Phật dặn rằng, con người ta sống trên đời phải biết yêu thương, chia sẻ với mọi người, khi ấy hạnh phúc sẽ được nhân đôi. Còn niềm đau sẽ giảm đi một nửa, cũng giống như một ngọn nến có thể thắp sáng hàng ngàn ngọn nến khác. Cuộc đời của ngọn nến ấy được tiếp nối và không bao giờ tàn lụi. Hãy lắng nghe lời Phật dạy và để yêu thương, hạnh phúc lan tỏa khắp thế giới này. Quý vị thân mến, chúng tôi xin kết thúc bài luận của mình tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Hữu duyên ta sẽ còn gặp lại.